Bây giờ ở bên Nhật người ta đang thí nghiệm cái việc lây lan ở trong văn phòng. Thì trong văn phòng có 4 người và một người bị nhiễm. Thì cái người bị nhiễm đó, người ta không đeo khẩu trang. Người A là bị nhiễm, không đeo khẩu trang. Và người B ngồi bên cạnh thì không đeo khẩu trang. Và người C là ngồi đối diện chéo là đeo khẩu trang. Và người A ở một cái bàn khác đeo khẩu trang. Thì trong một khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ thì cái người A người ta ho hay là người ta nói chuyện hay là hắt xì, người ta che che miệng lại bằng tay, thì nguyên hai cái bàn tay của người ta sẽ vàng hết như thế này. Đó, nó bị nhiễm hết như thế này. Và giấy tờ, hồ sơ, điện thoại, tất cả mọi thứ đều có dấu vết của virus. Cho nên đó là những cái trường hợp mà lây do tiếp xúc. Đó, thấy trên trên mặt của người ta vẫn dính luôn. Đó, ví dụ như cầm cái giấy hồ sơ để cho nhân viên cũng bị dính luôn. Thì thông thường người ta nói là một cái hắt hơi thì nó có thể bay được 2 mét. Đó. Cho nên toàn bộ những cái vật dụng, những cái gì mà liên quan tới người mà bị nhiễm đó, nó sẽ bị nhiễm hết. Đó, ví dụ như cầm điện thoại đưa cho nghe chẳng hạn vậy. Cho nên là cái thí nghiệm này đó, người Nhật người ta cũng đã làm ngay lúc mà mới phát hiện ra có cái coronavirus này, và người ta cho một người bôi các cái chất dịch ở trên mũi của người đó đó, để cho người đó hắt xì hoặc là người đó đi trên xe buýt và hắt xì hay là ho hay là nói chuyện gì đó, thì cái chất dịch mà phản quang này đó nó sẽ vào tay người ta, rồi người ta sẽ chạm vào những chỗ nào, thì người ta thống kê lại là trong 1 tiếng đồng hồ thì người ta hầu như tất cả những cái chỗ trên xe buýt người ta đi ngang qua đều dính phải hết, tức là đều có virus hết. Cho nên nếu mà mình đeo khẩu trang, cái người mà A đó mà họ đeo khẩu trang thì cái khẩu trang nó sẽ giữ lại những cái virus đó, những cái đó, những cái dịch nó giữ lại trên cái khẩu trang. Cho nên nếu mà mình đeo khẩu trang á, thì cái dịch nó sẽ không bay đi, có nghĩa là virus nó sẽ không bay ra ngoài được. Nó sẽ rất là hiệu quả trong cái việc mà ngăn ngừa lây lan. Cho nên dù là đeo khẩu trang nó không có ngăn được 100%, tuy nhiên cái khả năng ngăn ngừa lây lan nó rất là cao. Thì ở trong bệnh viện cũng vậy, không trong hàng quán, trong tiệm mua bán như hàng vậy, trong hàng quán như hàng vậy, mà trong bệnh viện cũng vậy luôn ha. Mọi nơi đều phải đeo khẩu trang là vì như thế.